4 lưu ý chị em cần biết khi đặt thuốc âm đạo điều trị viêm nhiễm và nấm ngứa. Thuốc điều trị viêm nhiễm nấm ngứa đặt âm đạo là một thuốc OTC không cần bác sĩ kê đơn. Tuy nhiên nó vẫn có thể bị lẫn thuốc nha các chị em. Cho nên chúng ta vẫn phải tham vấn các dược sĩ ở tại quầy thuốc nếu như chúng ta bị viêm lần đầu. Nếu như chúng ta bị 4 lần trên 1 năm thì hãy nên đến với bác sĩ chuyên khoa để có thể kết hợp vừa thoa, vừa bôi và đặt và uống để việc điều trị hiệu quả cao nhất. Lưu ý số 2 đó chính là khi mà chúng ta sử dụng thuốc đặt âm đạo nên sử dụng vào buổi tối. Bởi vì sau khi chúng ta đặt thuốc vào bên trong phủ kín của chúng ta, viên thuốc sẽ được làm ấm và tan chảy chính nhờ vào nhiệt độ của chúng ta. Và sau đó nó sẽ chạy dọc theo ống âm đạo để đem lại hiệu quả điều trị. Và có một số người nói với Vi rằng là việc đặt thuốc âm đạo này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với việc uống. Điều này là đúng nha. Tuy nhiên khi mà chúng ta đặt thuốc bắt đầu trong 1-3 lần đầu tiên có thể mang lại cảm giác nóng rát. Và đây là một điều hoàn toàn bình thường. Nếu như mà chúng ta kỹ hơn thì chúng ta có thể đặt một cái lượng nhỏ, hoặc là chúng ta đừng đặt vào quá sâu, để sau đó nếu mà có nóng rát thì chúng ta có thể lấy ra kịp thời chị em nhé. Lưu ý số 3 đó chính là chúng ta sẽ ưu tiên đặt vào buổi tối. Bởi vì khi mà chúng ta đặt vào ban ngày thì dịch thuốc nó sẽ chảy ra, dính vào quần lót và đem lại một cảm giác rất là ẩm ướt, thậm chí là còn hôi thối và rất khó chịu. Nhớ nha, đừng quên mang băng vệ sinh sau khi đặt thuốc để không bị hư quần lót. Hoặc nếu các bạn kỹ hơn có thể mua quần lót giấy dùng một lần vào cái tiệm. Thời gian sử dụng có thể là từ 3-5 ngày, thậm chí có thể từ 7-14 ngày, tùy theo độ nặng của chị em hoặc là tùy theo hoạt lực của thuốc này. Và lưu ý cuối cùng đó chính là một trong số các trường hợp đặc biệt. Điều đặc biệt ở đây là phải được bác sĩ chuyên khoa khám nha. Và nếu là nấm tái đi tái lại thì Quý khuyên rằng các chị em không nên ngừng ngay sau khi vừa hết triệu chứng, mà chúng ta cần phải tiếp tục đặt thêm từ 2-5 ngày tiếp theo, kể cả khi triệu chứng đã hết, để chúng ta có thể triệt tiêu được hoàn toàn nấm ngứa ở bên trong vùng kín chị em nha.